Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin tan xương nát thịt, Tập Cảnh Bình đe dọa giải phóng Hồng Kông, người biểu tình quyết chiến. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến những hình ảnh rất dữ dội từ Hồng Kông. Đó là việc những người biểu tình chống lại dự luật dẫn độ mà được cho rằng là phía Hồng Kông và Trung Quốc đang tìm mọi cách để thỏa thuận với nhau. Nhưng cuối cùng thì điều đó đã không đạt được và Hồng Kông đã phải chính thức rút lại dự luật này. Và điều đó cho đến ngày hôm nay vẫn gây ra những cuộc biểu tình dữ dội đang diễn ra tại đất nước này. Và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình vừa đưa ra thông điệp rất cứng rắn, được cho là nhắm vào người biểu tình Hồng Kông như sau. Các bạn có thể xem trên một số trang truyền thông quốc tế đã đăng tải mà báo trong nước không hề đăng hoặc rất ít đăng. Đó là Hồng Kông, Tập Cảnh Bình cảnh cáo tan xương nát thịt nếu chia rẽ Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc với những người biểu tình ở Hồng Kông rằng bất cứ nỗ lực nào để chia rẽ Trung Quốc cũng sẽ kết thúc trong cảnh tan xương nát thịt. Như vậy là rất là bạo lực. Bất kỳ thế lực thù địch nào bên ngoài chống lưng cho những âm mưu chia rẽ Trung Quốc đều bị nhân dân Trung Quốc xem là ảo tưởng, ông Tập Cảnh Bình nhấn mạnh thêm. Và bình luận trên được ông Tập đưa ra trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nepal hôm 13 tháng 10, theo đài truyền hình của CCTV của Trung Quốc đã đăng tải. Và hình ảnh các bạn đã thấy là những người biểu tình vẫn đang tiếp tục thực hiện cái công việc của mình, đó là phản đối cái dự luật dẫn độ trước đây, và bây giờ họ tiếp tục biểu tình để đòi lại tự do và độc lập hoàn toàn cho Hồng Kông và không phụ thuộc vào Trung Quốc. Và động thái này cho thấy ông Tập Cảnh Bình đã dùng mọi biện pháp có thể nhưng vẫn không thể vãn hồi lại được trật tự tại Hồng Kông, ở một cái đặc khu hành chính của Trung Quốc đã được anh trao trả về đại lục trước đây. Và với lực lượng cảnh sát rất hùng hậu và quân đội của Trung Quốc thì đã được huy động ra để áp sát biên giới Hồng Kông. Và điều đó ông Tập Cảnh Bình hy vọng rằng có thể làm cho những người biểu tình Hồng Kông nhụt chí, nhưng gần như đã không có kết quả. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy trong những thời gian vừa qua đã đăng tải. Cảnh sát Trung Quốc diễn tập dằn mặt người biểu tình Hồng Kông. Hàng ngàn cảnh sát chống bạo loạn Trung Quốc đã diễn tập ứng phó biểu tình ở ngay khu vực sát địa phận Hồng Kông, gửi thông điệp răn đe trực tiếp tới những người biểu tình. Và đây hình ảnh rất đông, các bạn thấy rất rõ là biểu ngữ Trung Quốc cũng như là những cái xe đàn áp và cảnh sát Trung Quốc cũng rất là đông. Và cuộc thao tập thu hút được sự chú ý của cư dân mạng bởi những điểm tương đồng trong tình thế diễn tập với những gì đang diễn ra trên thực tế tại Hồng Kông. Các đoạn video ghi lại cuộc diễn tập này cho thấy từng tốp cảnh sát chống bạo loạn, bạo động đẩy lùi những người biểu tình đội mũ bảo hộ lao động và đeo khẩu trang, gợi hình ảnh tự vệ của những người biểu tình ở Hồng Kông. Khi đám đông tấn công cảnh sát bằng gậy gỗ dài, cảnh sát đã đáp trả bằng dùi cui và hơi cay. Tất cả các lực lượng cảnh sát của thẩm quyến luôn sẵn sàng, cảnh sát thành phố viết như vậy trong thông báo trên mạng về đợt diễn tập ứng phó biểu tình được diễn ra vào tháng 8 vừa qua. Và họ cũng cho biết có 12.000 cảnh sát đã tham gia vào cuộc diễn tập này. Và ngoài ra thì những thông tin mà đã đăng tải ở trên các đài truyền hình quốc tế như đài truyền hình Hoa Kỳ, RFI, FA hoặc Thời báo DE đã cho thấy rất nhiều lực lượng quân đội của Trung Quốc đã nằm sẵn ở gần biên giới với Hồng Kông, ở trong một cái khu sân vận động rất lớn với 500 chiếc xe họ đếm được. Thì đấy là một lực lượng rất hùng hậu và sẵn sàng bóp chết những cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Nhưng điều này cho đến thời điểm này vẫn chưa diễn ra. Và cũng trong ngày hôm qua, xung đột lại bùng diễn ra giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình trong các cuộc biểu tình ôn hòa tại Hồng Kông. Và hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ ngay lập tức với các bạn mới nhất về biểu tình Hồng Kông. Đây là hình ảnh các cửa hàng bị cho rằng có mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc đại lục đã bị người Hồng Kông đốt phá. Các trạm giao thông công cộng và các cửa hàng được xem là thân Bắc Kinh đã bị đập phá gây hư hại. Và đây là hình ảnh để gần lại các bạn thấy một cửa hàng bán hàng đang cháy. Biểu tình đã diễn ra tại một số khu vực trong thành phố và chiều hôm qua ít nhất 27 trạm MTR, tức hệ thống tàu điện ngầm của Hồng Kông đã phải đóng cửa vì những cuộc biểu tình dữ dội này diễn ra và gây nguy hiểm khi vận hành những đoàn tàu như vậy. Và cảnh sát nói rằng họ huy động lực lượng tối thiểu để giải tán người biểu tình. Tuy nhiên, cảnh quay các video clip phát trên mạng và cũng như một số trang báo quốc tế đã đăng cho thấy những người đi mua sắm vào dịp cuối tuần cũng bị cuốn vào hỗn loạn và rất nhiều những cái người biểu tình đã lao vào những khu trung tâm mua sắm. Và chúng ta có thể thấy những hình ảnh mà đã được chia sẻ trên một số trang truyền thông quốc tế ngay ngày hôm nay. Hình ảnh nhà băng của Trung Quốc bị đập phá. Trong cảnh quay này, một số người phải hét lên và dường như họ đã bị thương khi lực lượng công vụ xô vào một trung tâm mua sắm. Theo hãng tin Reuters, những người đi mua sắm cũng đã đứng về phía người biểu tình và đồng thanh buộc cảnh sát chống bạo động với khiên chắn phải rời khỏi trung tâm thương mại. Và đương nhiên
ở trong những trung tâm như vậy, và bên ngoài đường thì các bạn thấy chứng kiến rất rõ, đây là ảnh của nhà băng Trung Quốc đã bị đập phá, và điều đó rất tệ hại cho một cái nền kinh tế của Trung Quốc khi bị Hồng Kông tại đó những người biểu tình đã phá, những cái việc mà gây ra rất hậu quả rất nghiêm trọng như vậy. Và bom xăng đã được ném vào đồn cảnh sát Mông Cốc. Đây là một cái hành động khá cực đoan của một số người biểu tình, nhưng có một số thông tin cho rằng là thậm chí lực lượng an ninh của Hồng Kông và của Trung Quốc đã trà trộn để làm nhiều cái điều để nhằm ngăn cản biểu tình. Và đây là hình ảnh cảnh sát Hồng Kông đang trấn áp biểu tình. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời giới thiệu hữu trách cho biết rằng một sĩ quan cảnh sát bị chém vào cổ và phải đưa vào bệnh viện. Hiện sức khỏe của người này đã ổn định trở lại. Một người đàn ông thứ hai cáo buộc rằng ông ta bị những người biểu tình đánh, nhưng người ta đã phát hiện trong túi ông ta có một chiếc dùi cui, dẫn tới suy luận rằng ông ta thực sự là một cảnh sát mật. Cảnh sát được cho là đã bí mật trà trộn vào những người biểu tình nhằm chia rẽ họ. Đây là cái điều rất đặc biệt và một số nơi vẫn hay làm, đó là dùng cái lực lượng cảnh sát mật trà trộn vào và sau đó đập phá, cũng như là hô hào để tìm mọi cách gây những cái mối quan tâm đối với cảnh sát, và cảnh sát sẽ có cớ để đàn áp biểu tình. Và trong ngày đêm ngày 13 tháng 10 là ngày hôm qua, một nhóm những người biểu tình đã kéo bức tượng cao 3 mét đặt trên đỉnh núi Sư Tử, một ngọn núi nổi tiếng mà từ đó có thể nhìn xuống khắp đảo Hồng Kông và bao quát. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy cái bức tượng đó. Bức tượng này được gọi là Cô Gái Hồng Kông Tự Do, vốn là một biểu tượng của các kiểu cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Thiết kế tượng được lấy cảm hứng từ trang phục của người biểu tình Hồng Kông với dấu hiệu đặc trưng là đội mũ bảo hiểm, đeo kính bảo hộ và mang mặt nạ phòng độc. Bức tượng tái hiện hình ảnh một cô gái, người biểu tình cho rằng đã bị thương ở mắt do bị cảnh sát bắn đạn. Một nhóm gồm vài chục người biểu tình, một số mang theo đèn bão trên đầu, đã kéo đặt bức tượng trên đỉnh núi cao khoảng 500m ngay trong cơn mưa giông. Bức tượng dương cao biểu ngữ màu đen với dòng chữ "Cuộc cách mạng của thời đại của chúng ta, giải phóng Hồng Kông". Và đây là hình ảnh để gần lại, các bạn sẽ thấy rất rõ là đúng là người ta họ đã làm những bức hình giống rất giống người Hồng Kông đi biểu tình. Và đây là cái điều mà có lẽ Bắc Kinh rất khó chịu. Và các cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra ở Hồng Kông từ tháng 6 nhằm chống lại dự luật dẫn độ, một động thái mà nhiều người lo ngại sẽ làm suy yếu nền tư pháp độc lập của thành phố này và gây nguy hiểm cho các nhà bất đồng chính kiến khi họ sống ở đây, cũng như những người đến đây để cư trú hoặc làm việc. Và hình ảnh các bạn có thể thấy thêm những thông tin của cuộc biểu tình ngày hôm nay, đó là hình ảnh người biểu tình Hồng Kông đối diện với cảnh sát hôm nay ngày 14 tháng 10 2019. Sau đó dự luật này đã được rút, nhưng các cuộc biểu tình tiếp tục mở rộng với các yêu cầu về thực thi đầy đủ các quyền dân chủ, và nhà chức trách phải tiến hành điều tra các cáo buộc về các hành vi đàn áp của cảnh sát với người biểu tình. Đầu tháng này, chính quyền thành phố sử dụng điều lệ quy định khẩn cấp, viết tắt là ENRO, vốn đã có từ thời thành phố này hãy còn là một thuộc địa của Anh, cấm việc đeo mặt nạ, khẩu trang tại các cuộc họp hoặc tụ tập công cộng. Tuy nhiên, những người biểu tình tuyên bố sẽ chống lại quy định này. Hơn 2.300 người đã bị bắt kể từ khi có các cuộc biểu tình nổ ra tại Hồng Kông, và điều đó vẫn tiếp tục tiếp diễn trong thời gian tới. Hôm Chủ nhật, người Hồng Kông kêu gọi đi chợ tại 19 trung tâm thương mại trên toàn lãnh thổ. Và sau đây là hình ảnh của họ. Hình ảnh người biểu tình Hồng Kông đi chợ trong các siêu thị hôm 13 tháng 10 2019. Đi chợ là mật mã của người biểu tình. Tình hình đã xấu đi khi tại các hàng chục địa điểm khác nhau. Cũng giống như từ nhiều tuần qua, người biểu tình đã tập trung tấn công, đập phá nào là máy rút tiền tự động và cơ sở của ngân hàng Trung Quốc, các cửa hàng ăn nhanh thuộc dây chuyền Maxim, với lý do con gái sáng lập viên hệ thống nhà hàng này chống đối người biểu tình, các cửa hiệu ăn thuộc một tập đoàn Trung Quốc có trụ sở tại Phúc Kiến, bởi tập đoàn này đã bị tình nghi là một tổ chức băng đảng chống người biểu tình. Và đây là cái điều mà người Hồng Kông đang làm, và họ cái dùng cái mật biểu ngữ là đi chợ, có nghĩa là đi vào các khu trung tâm siêu thị và để biểu tình và áp chế những cửa hàng có liên quan đến Trung Quốc. Ngoài ra, trong 2 ngày qua, người biểu tình Hồng Kông còn đập phá văn phòng của bà Yong, một dân biểu thân Bắc Kinh. Và những hình ảnh tiếp theo mà các bạn có thể thấy ngày hôm nay báo chí đăng tải rất dữ dội. Đó là hình ảnh người biểu tình Hồng Kông phá khu văn phòng hôm 13 tháng 10 năm 2019. Người biểu tình phá hoại nhiều cửa hàng của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei, tức là Huawei. Một vụ nổ mạnh hơn so với các loại bom xăng thường thấy đã xảy ra giữa hai chiếc xe vận tải của cảnh sát. Theo giới điều tra, dường như đây là một quả bom tự tạo,
Nếu đúng là như vậy thì người biểu tình trở nên hung bạo hơn, sử dụng các loại vũ khí lợi hại hơn, chứ không còn chỉ là ném đá và ném bom xăng như từ trước tới nay vẫn làm. Và đây là hình ảnh rất rõ mà các bạn có thể xem trực tiếp ở trên một số trang truyền thông quốc tế, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ ngay sau đây để các bạn có thể xem kỹ hơn hình ảnh của biểu tình đang diễn ra vẫn đặt tiếp tục. Và thêm nữa, đây là những hình ảnh chia sẻ thêm về những cái quán cà phê của Starbucks của tại Hồng Kông cũng đã bị đập phá vì họ cho rằng là có mối liên hệ của những cái người mà quản lý và thầu lại cái hệ thống này tại Hồng Kông liên quan đến Trung Quốc đại lục. Và ngoài ra thì khu văn phòng của một số cái của những cái dân biểu mà có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc thì cũng đã bị người Hồng Kông tấn công, và họ đã gỡ những cái biển hiệu như thế này ở ngay trước cửa văn phòng đó. Tại quận Quan Đường, một nhân viên cảnh sát đã bị người biểu tình dùng dao sắc đâm vào cổ. Đây là cái thông tin mà một tờ báo Hồng Kông đã đưa ra. Và điều đó rất tai hại và dẫn đến việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang công du tại Nepal. Và đây là lần đầu tiên kể từ 23 năm qua một nguyên thủ Trung Quốc đến Nepal. Nhưng cuối cùng hôm Chủ nhật vừa qua, ông đã bắt buộc phải tuyên bố bất kỳ một ai tìm cách chia rẽ Trung Quốc sẽ bị nghiền nát. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem trên trang truyền thông báo quốc tế đã đăng tải. Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo âm mưu chia rẽ Trung Quốc. Và đây là hình ảnh ông Tập Cận Bình được trẻ em Nepal chào đón vào hôm 12 tháng 10 năm 2019. Và điều đó rất tai hại khi đến thăm một đất nước như Nepal. Nhưng cuối cùng Chủ tịch Tập Cận Bình phải tuyên bố những cái điều đang gây go và khó khăn ở trong nước tại Trung Quốc. Thì đấy là một cái điều rất đặc biệt. Và liên quan đến Việt Nam, hiện nay Trung Quốc cũng đang thực hiện chiến lược xâm phạm chủ quyền theo các chiến lược mềm của mình trên Biển Đông. Và đặc biệt gần đây các bạn đã chứng kiến việc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong suốt hơn 3 tháng qua. Và họ thăm dò trong một cái giải diện tích rất lớn từ Bắc chí Nam, từ Đông chí Tây ở bên Biển Đông của Việt Nam. Và hiện nay thì Hải quân Việt Nam cũng như lực lượng chấp pháp Việt Nam chưa thể làm gì và dường như không ngăn cản được cái điều này. Đây là hình ảnh mới nhất mà chúng tôi xin chia sẻ với các bạn, là tàu Hải Dương 8 đã hoàn tất đường khảo sát thứ 13 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 14. Đây là hình ảnh ngày hôm nay mới nhất của tàu khảo sát này. Vào lúc 14 giờ 32 phút hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2019, tàu Hải Dương 8 đã hoàn tất đường khảo sát thứ 13 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 14 trong vùng khảo sát 4. Tức là đây là lần thứ 4 tàu Hải Dương 8 này đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam trong suốt 3 tháng qua. Khoảng cách giữa các điểm cực Tây và của đường khảo sát 14 này đến mũi Đại Lãnh là 60 hải lý mà thôi, tức là 110 km. Và các bạn nếu để sát lại, các bạn thấy rất rõ là cái cự ly này là rất gần. Và như vậy là Trung Quốc đã gần như chiếm trọn vùng Biển Đông của Việt Nam. Và những cái đường khảo sát này là đi rất thẳng và dường như là không gặp bất cứ một trở ngại nào từ phía lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cũng như lực lượng chấp pháp Việt Nam. Và điều đó thấy rõ rằng là Trung Quốc rất hung hăng và Việt Nam đang rất khó khăn và chưa có biện pháp để đấu tranh với người đồng chí Trung Quốc của họ. Mặc dù cùng ý thức hệ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, nhưng dường như Trung Quốc bây giờ đã không đếm xỉa gì đến điều đó và họ sẵn sàng tìm mọi cách để thôn tính lãnh thổ. Đấy là điều quan trọng nhất với họ. Và với tuyên bố trên của ông Tập Cận Bình, một lần nữa đã khẳng định rằng họ sẽ nghiền nát bất cứ một ai tìm cách chia rẽ Trung Quốc thì sẽ họ bị họ nghiền nát. Thì không loại trừ nếu lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam hoặc là kể cả lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam có ngăn cản đội tàu Hải Dương 8 đang thăm dò trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì có lẽ cũng sẽ bị ông Tập Cận Bình cho nghiền nát như đang đe dọa những người biểu tình tại Hồng Kông. Và điều đó không thể chấp nhận được. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Xuân Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận, và chúng tôi sẽ xin phục vụ các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.